Đi làm xa không bằng ngồi uống với ba ly rượu. Kiếm tiền chục triệu không bằng ngồi cụng một ly với ba. Nhưng mà gia phong lễ giáo rồi còn còn mặc vệ sinh ăn thực phẩm là có giữ không? Cái tầm nhìn con hạn hẹp lắm, ai nói này ra. Cái này là lọc ngứa tại cơ thể, sao nó nằm trên tài lọc mà ngứa.